Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu hay học như thế nào, hãy để Hana giúp bạn. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại kết nối Internet để có thể học bất cứ nơi nào và thời gian bạn muốn. Hãy inbox ngay cho Hana để được tư vấn về khóa học cũng như lộ trình học phù hợp nhất với bạn nhé. Hãy để Hana đồng hành cùng bạn nào. Hana, tiếng Anh giao tiếp online. Hi hi, I'm back with you. Hana đã quay trở lại với bạn rồi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học sang một cặp âm rất hay. Tuy nhiên, trước khi chúng ta học cặp âm này thì chúng ta sẽ check lại đáp án của bài tập hôm trước đã nhé. Không biết là trong đáp án của bài tập hôm trước thì ngoài việc mà các bạn làm bài tập ra thì các bạn có luyện đọc với những cái từ mà các bạn làm và với cả cái đoạn văn mà các bạn làm hay không? Nào, hôm nay chúng ta sẽ check đáp án và Hana sẽ đọc cái đoạn văn đó và những từ đó để các bạn có thể theo dõi được nhé. Rồi, đầu tiên đó chính là bài từ của chúng ta. Bài chúng ta tìm kiếm âm ơ ngắn. Trong câu số 1, từ đầu tiên đó là return. Return. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, âm UR sẽ được viên âm là ơ dài. Return. Và tiếp theo đó là supper. Supper. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, thế nên âm ER chúng ta sẽ được viên âm là ơ ngắn. Supper. Và tiếp theo đó là purple. Các bạn thấy là nếu mà purple thì nó sẽ giống với từ return đúng không nào? UR nó sẽ được viên âm là ơ dài. Đúng rồi, tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy chữ pole nó vẫn có âm ơ ngắn. Thế nên ở đây Hana bôi vàng là vì nó có âm ơ ngắn ở chữ pole thôi nha. Còn chữ per thì nó là ơ dài rồi. Enter, enter, ơ ngắn. Curtain, curtain. Tương tự như chữ purple và return thì UR cũng được phiên âm là ơ dài đúng không nào? Nhưng trong trường hợp này cũng giống như từ purple, từ turn nó có âm ơ ngắn, thế nên Hana cũng bôi vàng. Ok. Dirty, dirty. Đây lại là ơ dài rồi. Third, third, ơ dài. Backward, backward, ơ dài. À ơ ngắn, sorry. Inform, inform. Không có ơ ngắn cũng không có ơ dài gì hết. Nurse, nurse, ơ dài. Soldier. Các bạn nghe thấy chữ jer không nào? Jer là có âm ơ ngắn rồi. Pleasure. Tương tự như thế. Pleasure, pleasure. Silver, silver. Và weather, weather. Saturday, Saturday. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đoạn văn của chúng ta nhé. Hana sẽ thu nhỏ màn hình lại để các bạn có thể để ý thấy được toàn bộ đoạn văn. Rồi, đoạn văn của chúng ta sẽ tìm âm ơ dài đúng không nào? Như các bạn có thể thấy ở đây Hana đã bôi vàng với tất cả những từ của chữ âm ơ dài rồi. Và bây giờ thì Hana sẽ đọc đoạn văn này để cho các bạn nghe được những từ chữ âm ơ dài nhá. The turkey. Everyone learns about the early settlers who journeyed to America. These pilgrims celebrated their first Thanksgiving feast with the famous turkey. One Native American name for turkey is furkey, and this may have been how the bird got its name. Turkey is always served for Thanksgiving dinner on the fourth Thursday in each November. But it is certain to please on other occasions. Age will determine the taste of a turkey. An older male or younger girl turkey is perfect.
preferred. Turkeys are nourishing and can be turned into versatile meals. There is some work involved in cooking a turkey, but it is worth the trouble. The world concurs that Americans prepare the most superb turkeys. Ok, giờ các bạn nghe được chứ, đúng không? Và đây là một câu chuyện về gà Tây, turkey vừa là Thổ Nhĩ Kỳ vừa là gà Tây, đúng không? Và thông thường thì chúng ta vẫn sử người Mỹ vẫn sử dụng gà Tây cho ngày lễ Giáng sinh. Và ở đây chính cho ngày Thanksgiving, lễ tạ ơn. Và trong ngày lễ tạ ơn thì nó chính là vào ngày thứ 5 của tuần thứ 4 của tháng 11. Và như các bạn đã biết rằng là sau ngày thứ 5 đấy thì chúng ta sẽ có một ngày thứ 6 đen tối, vì chúng ta sẽ phải dọn dẹp rất là nhiều thứ. Ngày thứ 6 đen tối là vì sao? Là vì ngày Thanksgiving thì người ta tặng quà rất là nhiều. Và ở tất cả các cửa hàng cũng như là các shopping mall, các siêu thị lớn ở Mỹ thì họ đều giảm giá, và họ giảm giá kịch sàn luôn. Và tất cả mọi người đều đổ xô đi mua đồ giảm giá, họ mua rất nhiều và họ chen lấn nhau nữa. Thế nên là chúng ta có Thanksgiving vào tuần thứ 5, tuần thứ 4 của tháng 11, thì đến thứ 6, đó là Black Friday, đó là thứ 6 đen tối. Vì người ta có thể nhìn thấy những cả cảnh những người chết nữa vì chen lấn nhau để mua hàng, đúng không nào? Đó. Và thông thường thì người ta sẽ làm gà turkey, tức là gà Tây, để cho ngày lễ tạ ơn. Và ở đây người ta nói rằng là gà Tây thì nếu như mà gà đực phải già, hoặc là gà cái thì non, đúng không? Phải non thì nó mới ngon. Đấy, thì prefer được ưa thích. Ok, và đó là bài tập buổi trước của chúng ta. Và các bạn nhớ là đừng có chỉ đơn giản là phát hiện ra là từ nào chứa âm ơ dài, ơ ngắn, mà các bạn hãy luyện đọc nhé. Bởi vì chúng ta luyện đọc âm thôi chưa đủ, đọc âm trong từ thôi chưa đủ, chúng ta phải luyện đọc trong cả câu nữa. Vì một số bạn khi mà nói từng từ một thì rất chuẩn, nhưng đến khi mà nói ra câu ấy thì lại không nói được. Thế nên chúng ta luyện, cố gắng luyện cả câu nữa nha. Rồi, và hôm nay thì chúng ta sẽ sang cặp âm o dài và o ngắn. Rồi, cặp âm o dài và o ngắn của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi với lại cặp âm o dài. O dài thì chúng ta cứ đọc dài ra thôi, đúng không? Môi của các bạn hơi chu về phía trước, tròn, chu về phía trước, và lưỡi thì thu về phía cuống họng, đúng không? Bởi vì môi chu rồi thì lưỡi phải thu về, chứ không thể là vừa môi vừa lưỡi được, chu hết cả ra, đúng không nào? Nào, o, o, các bạn thấy không nào? O, đây giống như là lưỡi của chúng ta này, thu về này, o, và môi của chúng ta tròn ra này, o, được chưa nào? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đọc trong từ nha. Four, các bạn nhớ là có thêm âm R, thế nên là nó sẽ bị cong lưỡi lên nha. Four, và bây giờ thêm âm R. Four. Sport. Awful. Caught. Short. Pause. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện âm nhé. Luyện âm cùng Anna nào. Luyện trong câu ha. Câu số 1. He wore. Wore là quá khứ của từ wear. He wore shorts to the store. Anh ta mặc quần sóc đi tới cửa hàng. He wore shorts to the store. Câu số 2. Morden's court report was short.
Morden's court report was short. Câu số 3. Draw water from the faucet. Draw water from the faucet. Câu số 4. I thought Audrey saw a lawyer. I thought Audrey saw a lawyer. Và câu số 5. You oughta have brought your daughter. You ought to have brought your daughter. Okay. Rồi con chỉ cần kéo dài ra thôi là được rồi. Và bây giờ tới âm o ngắn. O ngắn thì chúng ta chỉ cần đọc ngắn thôi. Các bạn đặt lưỡi tự nhiên này, hai quai hàm hơi rộng mở và môi tròn. Và các bạn nhớ là độ cao của quai hàm này, tức là quai hàm của chúng ta mở rộng hơn so với lại âm o dài, được không nào? Và bây giờ các bạn mở nhé. O. Hãy sử dụng tay nào. Hãy sử dụng tay và hãy để cho cái miệng của chúng ta di chuyển theo tay, nó sẽ tốt hơn cho âm thanh của bạn. O. O. Các bạn thấy không nào? O. 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 Khác với lại O thì môi của bạn chu hơn, đúng không? Còn đây môi của bạn không chu về phía trước giống như O dài kia. O. O. Mà quai hàm của bạn rộng mở hơn O dài, được không nào? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số ví dụ. Bottle. Bottle. À, các bạn nhớ là âm này là một âm khá là đặc biệt. Nếu như người Anh Mỹ, nếu như người Mỹ, người ta thường chuyển âm này sang thành âm gần như âm A dài. A, và người ta thường đọc là bottle. 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 Thì người Anh, họ lại có xu hướng chuyển âm này gần với lại âm O. Bottle. 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 Hay là box. Box. Đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng đọc lại nhé. Bottle. Bottle. Box. Box. Các bạn thấy Hana mở miệng rất là to, đúng không nào? Quai hàm hạ hết cỡ. Box. Block. Block. Stop. Stop. Rất nhiều bạn đọc này, đọc từ này đó là stop, đúng không? Sai rồi. Không phải là stop nha. Stop. Nếu như bạn cũng bị như thế thì sửa đi nha. Stop. Stop. Và shock. Shock. Body. 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 Ok. Và bây giờ chúng ta cùng luyện trong câu. Câu số 1. Top to bottom. Top to bottom. Cops and robbers. Cops and robbers. The doctor wants to operate. À, chữ want này nó là âm o ngắn. Trong slide trước Hana để nó là o dài. Các bạn chú ý nhé, nó là o ngắn. Honest politicians solve problems. Honest politicians solve problems. My watch stopped at 5 o'clock. My watch stopped at 5 o'clock. Okay, và đó là phần chúng ta luyện tập với lại âm o dài và o ngắn. Và bây giờ đã đến lúc các bạn phải làm bài tập rồi. Chúng ta sẽ có hai bài tập. Ok. Và bài tập đầu tiên đó chính là các bạn sẽ nghe và sau đó thì khoanh tròn những câu mà có chứa âm o dài. Ok. Nào chúng ta cùng nghe nhé. Check yourself 1. Page 54. Example. A. It's in the hall. B. It's in the hole. 1. A.
It's in the hall. B. It's in the hall. 2. A. I dropped the bowl. B. I dropped the ball. 3. A. I said talk. B. I said tuck. 4. A. The stock is high. B. The stock is high. 5. A. He sawed it. B. He sewed it. Rồi, các bạn đã xong chưa nào? Nếu như chưa xong thì vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta nghe trước khi chúng ta chuyển sang bài số 2 nhé. Ok, và... Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài số 2. Check yourself 1. Page 29. Example. Not. Note. Nut. 1. Rub. Rob. Robe. 2. Hot. Hat. Hut. 3. Pope. Pup. Pop. 4. Gut. Got. Goat. 5. Note. Not. Nut. 6. Fond. Fund. Phoned. 7. Stack. Stock. Stuck. 8. Cut. Cut. Caught. 9. Cup. Cop. Cope. 10. Mod. Mud. Mode. Ok, và đó là bài tập của chúng ta ngày hôm nay. Và hãy luyện đi luyện lại cặp âm này và hoàn thành bài tập trước khi chúng ta chuyển sang bài học tiếp theo nhé. Và đối với lại bài số 2 thì Hana muốn là các bạn không chỉ khoanh tròn vào những từ mà có chứa âm o ngắn, mà Hana muốn các bạn hãy viết ra cả những từ mà các bạn nghe thấy nữa, được không nào? Ok, và đó là bài học ngày hôm nay, và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye.